Đấy. Chào mừng anh em nhé. Anh em thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cờ liên quân thôi. Ăn rượu chấm ngon nhỉ? Nên bỏ rượu xuống. Này đi. Cần bán này đi nhé. Tạm được anh em ơi, đội hình anh em tạm được. Nghĩ là có thể có khả năng thắng anh em. Hên xui, tại ra đầu game nguyên tố cũng khá là uy tín. Đây còn VO2 nữa. Này ngon hơn nhỉ, ngon hơn con bio nhỉ. Không biết nữa mọi người. Yon này ngon nhỉ, lấy cái Yon này phết này vì có chí mạng anh em ơi. Mình sẽ bỏ hai bạn này đi. Yon về hơn. Ngon đấy. Giá cả cái này cũng ngon nhưng mà tưởng mình cũng ngon này. The door to another The door battle is life. Qua đồ này đánh cung chắc đồ này không? Thì chưa biết thôi. Chưa có thương đâu. Thank you.
Đó, chua lắm rồi. Úi, thắng chưa? Ngon đấy. Ngờ vào đấy. Lúc này giữ chuỗi thắng ngon hơn em ơi. Lúc này dễ giữ chuỗi thắng hơn. Như cái trận này sẽ đánh cung và đánh thú anh em ơi. Trả sớm quá. Không sao. Em sợ mình lên giá hơi sớm rồi. Giá hại khá khỏe là tròn này. Ủa anh em ơi. Khó. Các trường hợp này có vẻ là phải đánh thú rồi anh em ơi. Đánh cao tới trường này đánh thú rồi. Quả đồ hơi yếu. Đồ phải một tí ngon. Cho cái nít này, cái nít đang đánh tim. Không bắt đánh bên kia nha. Giống các khủng. Rồng lên thổi ngon hơn. Mất do này thôi nhé.
Thua nha mày, đây có chữ thua rồi. Ừ là sao thua mà sao đồ xấu nhỉ? Vẫn ngon hơn nhỉ? The door to another dimension opens now. Trông cắn phết em ơi, khả năng phải xoay sang bài khác theo ma tộc hoặc sao đấy. Lý do này cũng nhiều bạn ấy. Tướng mình hơi xấu nhỉ? Không phải tướng mình hơi xấu mà là đồ mình hơi xấu em ơi. Bạn để hai cơ bên này à? Thôi chịu rồi, bắt quả này chịu rồi. Ôi nó bắt được cả Yon nữa này. Đẽ nào. Là con giáng không đánh nhỉ? The door to another dimension opens now. Cho mà lốc ulti một phát đi ạ. Đòn không lên được hai. Chắc đánh teo rồi. Đánh Yon cũng được, làm xấu lắm đấy. Chưa có thể bán đấy hơi sớm em ơi, nhưng mà thôi xem. Đành vậy thôi. Già đánh thôi. Thua vào đấy là ngon đấy em ơi. Thôi cẩn. Bây giờ mình lên 9 luôn thôi anh em ơi. Mà lốc 2 đủ gánh. Mà lốc 2 QC 2 đủ gánh. Phương Teo không có đồ. Thôi để nó 1 thôi cũng được. Roll được lên 2 luôn. Đấy, đủ đồ Teo rồi. Mình tích lấy truy hồn thôi. Có nhiều máu thì mình sẽ chờ ma lốc 3 nhé. Được rồi, ma lốc 3, chơi ma lốc 3 trận này thôi. Chả biết chơi một gì.
Má hay thương bắt đáy này. Còn thêm 2 sớm nhỉ. Còn được có von cát mà sách sánh mình chơi von cát đập von cát sớm được. Cho Chrissy nguyên cái chi hồn nhỉ? Nói chuyện cho con quát này tầm cái chín nạn nhỉ? Khó. Xì gánh hơn teo anh em ơi, khả năng cho truy hồn thằng em quý xì. Gánh cái giai đoạn đầu game này đã. Teo cầm mấy đồ chí mạng kia thôi được. Chỉ là cho cái này cho truy xì luôn này. Teo làm cảnh này. Anh thường bắt đáy bên kia. Bọn này tạo tạo nhiều đam ấy. Nhiều kiểu gì. Tạo cái gánh à. Nó cho con tạo đánh thưởng đi, để truy hồn răng trong xịn được. Chọc ok. Một lăm máu nó vào cầm máu nha em nhé. Cần bán Vera chơi. Đang một chờ con ma lớp 3 thôi. Có gì. PC bị xóa này cay phết. Ma lớp cần được anh em ơi. Tìm không có tanh. Mẹ ok mà mình nghĩ cho chồng con thên mà sẽ tín hơn. Nếu có được một con thên nữa tìm này cũng bá này. Thêm được một con voi gì đấy, voi chắc bây giờ tiêm mới khó. Cái gì này. Ê anh em cẩn thận bạn này nhá. Bạn này hai thẻ tăng sao ấy nhá. Trông cũng khiếp đảm phết anh em ơi. Nó muộn này. Muôn thêm về nhá anh em nhá. Không là cũng đáng sợ với bạn đấy đấy.
nhỉ. Justice reigns supreme. Luôn thôi anh em ơi. Đời sống này trang bị mình cũng có nhiều. Sống vội một chút thôi. Một cái ba này. Cần bán Vera kia đi. Ô, bắt đổi thương rồi này. Đi mấy nhà đổi thương rồi nhá anh em nhá. Ui trôn quả đẹp thế bạn ơi, trôn quả 10 điểm luôn đấy, không biết nói điều gì. Truy hồn vẫn còn này, PC vẫn sống là vẫn còn truy hồn anh em ơi. Nhưng mà nó phải ulti được. Vậy thôi. Chơi game để sống thôi em ơi, chơi game để tồn tại thôi. Đồ xấu nhỉ? Không có tí mana nào luôn kìa. Tiếp theo ấy đâu anh em ơi. Hết thương nhỉ. Tí nữa mình sẽ chỉnh lại cái vụ hết thương rồi nhé. Thương là mình vui ấy. Tèo công ty xấu thế. Vì sử vụ hết thương rồi đấy nhá. Thế mà con cát còn sống anh em ơi. Chơi con cát đến thế rồi. Này đi. Em bé bự thì mà đi nốt là tốt. Đi rồi. Ê vẫn đi này, ngon. Đó, trên đây top 2 liền. Thêm một con cát nữa mà khó nhỉ anh em nhỉ. Justice reigns supreme. The universe unfolds around me. The universe unfolds around me. Mà Malak mình nó mất một nhảy ấy sao nhỉ? Vậy sao mà Malak mình như mất một nhảy ấy nhỉ? Đúng không nhỉ? Elu bên kia ulti nhiều quá kìa. Malak mình nãy giờ không nhảy được ấy. Không hiểu câm lặng hay là bị làm sao nữa. Mất mấy nhảy của Malak mình. Con cát thì chưa có. Chưa có sách thánh luôn. Nó còn con cát nữa mới chơi được này anh em ơi. Thì con cát mình. Thêm thì chắc không thêm 3 đâu nhá, nhưng mà cần một con cát nữa đấy.
Teo chưa lên cao 2 thì mà mình cho truy hồn năng cho Teo cơ anh em ơi. Mình đang sợ mà lúc mình kích thêm ma tộc nữa nó sẽ nhảy khỏi bản đồ luôn mất anh em ơi. Khỏe quá nó nhảy khỏi bản đồ luôn mất. Hơi lo. Ba sát tướng này. Thôi Lily. Được. Ra con cát anh em ơi. Có rồi. Con cát nó còn chơi con kia ở mình nữa. May quá chết thằng con cát kìa. Con cát đấy ghét phết nhỉ, nhưng mà cũng không còn cách nào khác vì con cát ở giữa mà. Bây giờ Teo mình phải bắn ở giữa. Teo mình bắn giữa thôi. Teo mình bắn giữa thì hơi... Nên đối thủ nhỉ. Lần trên mana không? Thì mà cho thêm bổ. Được. Trời ơi, đừng chạm vào tướng nữa. Ấy giời ơi. Rốt quá, rốt nát quá. Phải như rốt nát anh em ơi. Tèo bên này. Cứ chạy bắn tướng nó thế nào nhở? Cái này thì thoải mái, cái này mình dính hai truy hồn rồi, dính các thứ thì nó không đi xuống đây đâu anh em ơi. Thoải mái cho mình chơi thôi. Tự dính mấy truy hồn rồi mà nó không chịu chết kìa. Quay thằng Malok, quay thằng Malok đi, đúng rồi. Chết là giết được bạn này nhỉ? Cảnh thế em ơi lại... Bộ lại Sephira rồi. Mong muốn cười cầu trời ra con Sephira nhé. Lily, ây, Lily cũng không cho được vào. Thế quả này mình không có von cát nữa nhỉ? Rất nhiều vấn đề. Tao giết được quả von cát này đây. Truy hồn cho Teo đi. Tính mạng trong này rồi truy hồn cho Teo đi. Thế đuổi cái Malok đi. Bọn kia không đổi gì đâu. Ui, một cát sao nó chui xuống đây nhỉ? Một cát mà chui xuống đây cũng hơi dở anh em ơi. Ô, chưa dở lắm này. Mày quá gỡ được lại sai lầm mà mình ném ném mất con tướng của mình đi không? Trời ơi. Kiếm lại Sephira mà cũng chưa ra phong cát. Nhưng quyết không ra phong cát anh em ơi. Mày phong cát hiếm thật. Tiếc nhở mà này bón thêm 2. Không, thêm 2 được.
Hơi rối loạn tinh thần một tí anh em. Mới ném ném cái gì cho ai. Tạo gì được một cát này bây giờ. Truy hồn. Nhảy nhiều thế. Ơ, hòa cờ. Nhưng mà đen nhở, em ơi. Cứ động tay va vẩn. Ơ, top 1, may quá. Chơi game may mắn cứu vãn anh em ơi. Một chút đen đuổi mà có sự may mắn gỡ lại em. May rồi. Hello anh em ơi, với mình đã kết thúc rồi. Em thích tư trên thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh trong các clip lần sau nhé. Bye bye.